con thấy rai rứt và có lỗi với cậu Nghĩa lắm. Nếu như con không nghe lời cậu Dung, làm cho cậu Nghĩa buồn rồi bỏ đi, thì bà Bá đâu có cơ hội để hại cậu Nghĩa đâu. Một khi bà Bá đã muốn làm chuyện bất nhân thì cho dù thằng Nghĩa nó ở đâu thì bà cũng sẽ làm. Hiếu té dưới sông à? Má bà mà tỉnh đi bà. Dạ. Lúc con bơi tìm chú ba, con quay lại rồi anh Hiếu mất tiêu luôn. Là cậu còn sống, là cậu còn sống. Nghĩa, con còn sống. Còn sống về với má thiệt hả Nghĩa? Nghĩa ơi, Nghĩa ơi, con xin lỗi má. Bữa giờ con đi tìm anh hai khắp nơi, cũng may là trời Phật phù hộ cho nên mới tìm ra ảnh. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như ý. Từ ngày tôi gặp cô, lòng tôi cứ tưởng đến cô hoài. Nếu nó té xong là do bà. Khốn nạn! Má! 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 Con xin má! Ân quản bao giây. Giết mày! Giết mày mà bà mới giết con tao! Hãy chọn làm điều tốt, vì mọi điều bạn gửi đi sẽ quay trở lại với chính mình. Tôi đón xem Châu Bể Mùa Xưa 19:30 thứ hai, thứ ba, thứ tư hàng tuần trên HTV7.